Hôm nay mình hướng dẫn các bạn lắp đặt máy tắm nước nóng hiệu Senton nhé. Đây là máy tắm nước nóng hiệu Senton có bơm trợ lực. Trước tiên thì mình tháo cái nắp của máy ra. Nhớ mở cái những điều kiện tháo nắp máy ra. Ok, thì máy của công ty mình luôn có hướng dẫn nước đầu ra đầu vào và được kiểm tra an toàn rất là chặt chẽ, được dán tem của công ty bảo hành lâu dài và máy thì bên trong rất là sạch vì được kiểm tra rất là kỹ, độ rò rỉ chống giật và độ rò rỉ của các áp lực nước. Thì trước tiên ta đưa vào để máy lên và làm dấu để khoan bắt bích vào tường. Riêng máy Senton người ta làm ba nhóm nha các bạn. Trên đây dạ, ở chính giữa như này. Sau khi ta làm dấu xong, ta dùng phan tường phan vào tường rồi bật tắc kê vào. Nếu mà nhà các bạn là gạch bông thì các bạn cũng dùng cái tường phan gạch bông để chúng tôi có điều vợ gạch bông tường đơn giản hơn. Tường phan vào rồi thay vào là xong. Sau khi ta nhận ốc vít cho máy được định vị vào tường chắc chắn và nhớ là nhận vừa tay nha các bạn, vì các bạn nhận kích tay thì nó sẽ bị kênh máy thì cái bơm này nó sẽ ồn vừa tay thôi. Đó. Sau khi các bạn nhận ốc vít xong, các bạn nhớ ngắm cho nó phải ngay ngắn nha. Thì ở đây mình hướng dẫn cho các bạn nên mình đã khoan sẵn và làm nguồn nước và dây điện sẵn rồi, chỉ hướng dẫn các bạn là cách lắp đặt như thế nào và phải đo cái mực điện như thế nào để gắn vào. Bây giờ chúng ta lắp điện vào, nhớ là lúc này chưa có điện nha các bạn. Các bạn phải có cái vít thử điện, thử nếu mà đèn để thử dây điện là đèn của vít thử điện sáng lên thì chúng ta đặt vào cái dây màu nâu, đặt vào dây màu nâu của cái máy tắm nước nóng. Dây nguội thì vào màu xanh nhé.
là dây hai màu. Dây hai màu thường là dây màu xanh và vàng chung một dây. Dây hai màu này là dây mát đất, dây tiết đất để cho an toàn máy và chống loại điện ra nó sẽ không có giật mình. Dây tiết đất này thì nó thường hai màu xanh và vàng, thì chúng ta có thể câu một nguồn dây điện này xuống dưới đất và đóng một cái cọc sắt khoảng nửa mét xuống dưới đất, hoặc là nhà ta có dây mát sẵn thì câu vô. Nếu trong điều kiện không có thì chúng ta không lắp cũng không ảnh hưởng lắm, vì công nghệ mới ELCB chống giật nó đã lo chuyện đó rồi. Sau khi ta lắp điện xong thì chúng ta tiến hành lắp nguồn nước vào. Thì máy tắm nước nóng sen tông thì nguồn nước luôn luôn nằm bên tay trái, ở phía bên đây. Đây là nguồn nước vào. Nguồn nước vào nó sẽ đi qua cái sensor cảm ứng nước rồi đi vào motor tăng áp rồi đưa vào bầu đun nhiệt để sưởi nóng nước ra đây. Nguồn nước vào. Không cần phải quấn cao su non, ta chỉ cần để gon vô thôi. Nếu mà gon một gon mà nó còn gò gỉ thì chúng ta để thêm một gon nữa là hai gon hoặc là ba gon, ép vô dù nước mạnh cỡ nào thì nó cũng không gò gỉ. Và gắn nước ga của máy tắm nước nóng xong, chúng ta nên thử nước trước khi mở điện, thử nước xem nó có gò gỉ nước ở đâu hoặc trong hệ thống máy. Nước rất là mạnh nha bạn. Thì thử nước vào là chúng ta thấy nó không có gò gỉ ở đâu hết. Bước tiếp theo chúng ta thử điện thì chúng ta phải đứng trên ghế nhựa vững chắc hoặc là ghế gỗ khô vững chắc để đề phòng. Chúng ta đậy nắp lại. Thì đèn bao giờ nó sẽ sáng màu cam lên, màu cam hoặc màu vàng. Chúng ta mở nước lên thì
sáng thì nước bắt đầu đang nóng dần từ từ. Nếu chúng ta thấy nước quá yếu, chúng ta có thể mở cái bơm bình hồng. Mở cái bơm bình hồng lên. Đó, bơm sẽ hoạt động. Chúng ta vặn bơm hết lốc thì nước sẽ mạnh. Càng mở nhiều nước càng mạnh. Đó là bơm trợ lực của máy xem tàu. Tắt bơm. Chúng ta muốn nóng thêm thì chúng ta chỉ cần chỉnh số lớn hơn thôi. Số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Nói chung càng nóng thì đèn nguồn nó sẽ càng sáng. Thì lúc đó nó nóng rất là nóng. Tắt. Hoặc là chúng ta để nấm điều chỉnh nhiệt độ ở số 4 vừa nhiệt độ nước vừa tắm thôi. Và chúng ta tắt cái nấm vặn nước thì máy nó cũng tắt theo. Đó, thấy không? Mình tắt nước là máy tắt theo. Mình mở nước là máy mở. Tắt nước là máy tắt. Thì chúng ta có thể bên trái của máy tắm sen tầng có hai cái nút, gọi là nút reset và nút test. Hai nút đó là chúng ta bấm vào, nếu chúng ta bấm vào nút test thì nguồn sẽ tắt. Thấy không? Nguồn tắt. Mình bấm nút reset, nguồn sẽ mở. Hai cái nút test reset này không cần dùng cũng được. Khi nào mình muốn test về cái ELCB chống giật thì mình bấm vào nó, nếu mà nó còn hoạt động thì nó sẽ tắt. Bấm mở lại thì nó sẽ mở. Thì máy xem tông nó cũng có nhiều cái phân khúc. Nó có màu 4.500 là đã sử dụng được miền Nam, miền Bắc. Nếu như chúng ta ở khu vực nào nước quá trời lạnh thì nên mua máy xem tông màu 5.000. Vì nước lạnh quá màu 5.000 nó mới sưởi nóng được. Nếu mua mà bầu 4.500 thì nó chỉ ấm ấm thôi. Hiện tại thì bầu 4.500 là đang dùng cho miền Bắc và miền Nam bình thường.